Hello, xin chào các chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của kênh Chăn nuôi 3 Tri. Thì hôm nay em sẽ gửi đến cô chú anh chị cái hình ảnh của hai con bò của chú anh chị các bạn. Một con này là con bò xin đẻ một lứa rồi đang mang thai lứa thứ hai, tàn nhất. Đó, con bò này báo giá trực tiếp cho chú anh chị và các bạn. Con bò này có giá là 36 triệu chú anh chị các bạn. Kế bên là con bò Pháp Kem tàn độ. Hết hồn. Con bò Pháp Kem tàn độ nha cô chú anh chị các bạn. Đó, tơ chưa đẻ lứa nào, đang gieo tinh rồi 2 tháng cô chú anh chị các bạn. Đó. Đây cô chú anh chị các bạn. Đây cô chú anh chị các bạn, con bò cái kem. Con kem độ. Con kem tàn độ, tơ chưa đẻ lứa nào, chưa rớt đôi răng nào nha cô chú anh chị các bạn. Chân móng là xương to dữ lắm cô chú anh chị các bạn. Chiều cao của con này tầm khoảng 1m4 bò chú anh chị bạn. Sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Đó, sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Con bò này nó hơi ốm ốm chút xíu nên em muốn báo với cô chú anh chị và bạn cái giá phải gọi là rất là hợp lệ của chú anh chị bạn. Con này gieo tinh 2 tháng rồi nha. Bây giờ muốn bán của chú anh chị với giá là 30 triệu của chú anh chị bạn. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Đây. Gieo tinh 2 tháng, chiều cao khoảng 1m4 bò. Bò tàn độ nha. Con này báo giá trực tiếp của chú anh chị các bạn. Con bò này có giá là 30 triệu. Đây là chân móng của nó nè. Đó. Nha. Chân móng là rúng nè của chú anh chị bạn. Đó, con bò này có giá là 30 triệu nha. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Còn kế bên con bò này có giá là 36 triệu. Con bò này tàn bự dữ lắm nha cô chú anh chị bạn. Con này đang mang thai lứa thứ hai. Con bò này mang thai 7 tháng rồi cô chú anh chị bạn. Đối với con bò này thì bây giờ anh chủ nhà sẽ bảo hành cho cô chú anh chị và các bạn. Lòi đơm tới đẻ nha. Bảo hành lòi đơm tới đẻ cô chú anh chị bạn. Sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Đó. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn sợ thì bên em sẽ làm giấy tờ đảm bảo cô chú anh chị và các bạn. Về cái vấn đề lòi đơm tới đẻ. Nó rúng nè. Không, chân móng rúng. Con bò này chiều cao của nó dao động tầm khoảng 1m38-39. Đây. Bò này bự nha. Còn con kem này 1m4 nè. Đó. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trong hình. Sái bớm của con kem hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Bò kem tàn độ chú anh chị các bạn. Chân móng nè. Rúng yếm đầy đủ nha. Bao chữa 7 tháng nha cô chú anh chị bạn. Con này có giá là 36 triệu bao chữa 7 tháng nè cô chú anh chị bạn. Đó, bao lòi lắm cho cô chú anh chị các bạn luôn. Còn con kem bên đây thì con kem này tàn lớn, tơ chưa đẻ lứa nào. Con bò này đã gieo tinh được 2 tháng rồi. Thì cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu muốn mua thì hãy nhanh tay gọi em. Có cặp sừng bò tót. Bò này nó mập lên nó bự dữ trời lắm. Bò này chữa 7 tháng của chú anh chị các bạn. Bao chữa 7 tháng nha.
bao lò lõm như cô chú anh chị bạn luôn. Sáng bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Vò này xuống vú luôn. Xuống vú luôn chứ anh chị bạn. Đó thấy không? Xuống vú luôn nè thấy không? Đây. Sáng bao chữa 7 tháng bò này con máy hả ta? Con máy được rồi nha. Con máy mà anh kem đứng che đâu thấy. Con này gieo tinh là 2 tháng hơn rồi nè cô chú anh chị bạn. Chưa khám nha. Chưa khám được. Để coi có gân bụng rồi, có gân bụng nè. Nè thấy gân bụng không? Con này khoảng 70% cái chữa. Bò này sao không để cắn chữa bán ta? Tự nhiên giờ bán lẫn gì? Bò này bò tàn độ mà tơ mà nó bự vậy thì nữa lớn nó đẻ rồi nó bự nó rã hình bự nữa. Nó chưa rớt răng á. Đó nó vô duyên thì chưa dị tân. Thôi bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây. Và bây giờ em sẽ đo hào thử chiều cao gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem thử chiều cao nó như thế nào nha. Thì chúng ta coi thử ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình của chú anh chị bạn. Nè bây giờ em đo thảo thử nha. Cô chú anh chị bạn thấy không? 1m4 nha. Con bên đây chiều cao của nó khoảng 1m37-38 này của chú anh chị bạn. Thấy không? Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại để trong hình nha. Con bò này 36 triệu bao chữa 7 tháng. Bò này gieo tinh 2 tháng rồi bây giờ con bò kem độ này bán với giá là 30 triệu. Rồi bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Thân ái kính chào.